Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng à, thanh lý cho anh em cây máy vạn vít của Milky. Mã của nó là 2753 và lực tối đa của nó là 200 Newton. Thì động cơ không chổi than và thanh lý với giá 1 triệu 2. Em Tùng sẽ test cho anh em hết. Anh em lấy cây nào thì alo em Tùng 0962 232 100. Đây. Rồi, một cây. Hàng Mỹ chứng nhận UL nha anh em. Rootless này. Nó có cấp tự động luôn, 4 cấp độ. Hai cây. Anh em mua về đóng pin xài rất là tuyệt vời. Năm. Sáu cây. Cái này Mỹ về nha anh em. Rồi, 9 cây. Mình về 9 cây nha anh em. Về 15 cây rồi bán, còn 9 cây thì anh em nhanh tay. Cái này về đóng pin thì thoải mái ha, shop mình không có đóng pin. Và cái này nó là động cơ không chổi than, nghiêng zin, nghiêng bản. Cảm ơn anh em.